Xúc karaoke gia đình rất hay, rất mềm tiếng. Em bao cho các bác mềm tiếng con bát này luôn. Em giải thích rất nhiều video rồi, và hôm nay em có làm một video để kỹ hơn để cho các bác lấy cho em một chiếc này về để nắp súp karaoke gia đình, để đỡ phải phân vân là có hay hay không. Các bác phải không yên tâm về chất lượng của bát. Hôm nay em làm một em sẽ cho một bác khách này lên sóng, đó là một bác khách là tên là Mạnh Hùng ở Kim Động Hưng Yên, nắp quả súp này vào phòng hát karaoke. Vào đôi này em xuất cho bác ý mấy đôi rồi. Bác này có cửa hàng là Karaoke Cube Mạnh Hùng. Các bác nào ở Kim Động Hưng Yên thì qua ủng hộ bác ý. Đấy. Bác nào mà ở Kim Động Hưng Yên thì qua cửa hàng Karaoke Cube này để ủng hộ bác khách này. Đấy, gọi là vừa quảng cáo và vừa để cho anh em có nhu cầu về hát karaoke ở Kim Động Hưng Yên thì qua cửa hàng Karaoke Cube. Đối với cái dòng sản phẩm mà bát giờ xếp này, em gửi mẫu cho anh ý này. Về đầu tiên đôi phân vân phát, nắp lên phòng bác sướng, gọi điện đặt thêm tiếp. Và đây thì các bác đấy, đôi này thì bác ý không ship bưu điện nữa mà chuyển khoản cho Tùng Nguyễn này. Đấy, chuyển khoản cho Tùng Nguyễn, sau đó để Tùng Nguyễn gửi xe về cho bác ý. Các bác lưu ý nha, các bác nào mà muốn hỏi chất lượng của bát, liên hệ cho anh Mạnh Hùng theo số điện thoại 0978 868 879. Anh em lắp phòng thì anh em có thể là, đối với những sản phẩm mà lắp phòng thì các bác rất cần hàng kỹ để lắp phòng. Con bát này em đánh giá chất âm của nó giật cực tốt luôn, tiếng trống sâu và mềm tiếng. Và hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio sẽ review sản phẩm và thông số của bát để cho các bác tham khảo, các bác không phải phân vân nữa. Củ từ 220-100, dòng bát này em đã mới làm được 1 năm nay các bác nhé. Củ từ 220-100, đít bát có đôi 4-6 cái lỗ. Dòng này là dòng bát 40 chuyên full. Nhưng mà mình làm súp thì chỉ làm súp côn 100, và dòng JBL, dòng Martin rồi các dòng khác các bác hỏi có làm súp có hay không thì các bác đến với em bằng cặp bát giờ xếp này. Vào súp thì mình trải qua đường cắt súp thì sẽ cắt hết tiếng nhạc và chỉ có tiếng trầm, thì dòng bát này cho ra tiếng súp rất là mềm tiếng. Dòng bát mang thương hiệu giờ xếp, quan trọng ở đây là mình nhập bát có đẹp hay không và có chất lượng hay không. Đối với những cái dòng bát ấy, các bác nhìn sơ sơ cua ở bên trong nhưng thực sự là sơ sơ ở bên ngoài thì trông trông thì nó tương tương với nhau, nhưng mà cái quan trọng là bích lỗ này, kẹp lỗ có dày không, màng nó có dày dặn không, rồi là côn ở bên trong nó làm như nào. Đấy, thế nên là nó mới cho được cái loa hay không. Còn bình thường mình nhìn ở bên ngoài mình chỉ biết là cái bát 40, và bây giờ thị trường nó rất là nhiều mẫu, nó chỉ tương đương nhau. Đấy, thế nên là các bác không thể phân biệt được. Quan trọng là về dùng có chất lượng hay không. Đấy, thế nên là các bác mua hàng, các bác có thể là lựa chọn cửa hàng uy tín để mình đặt niềm tin. Giống như em thế thôi, các bác khách Mạnh Hùng là chuyển khoản cho em luôn tiền, và sau đó Tùng Nguyễn sẽ gửi xe cho anh ý. Đấy. Củ từ 220-100, đít bát hơi vồng một chút các bác nhé. Hơi vồng một chút, hơi lồi. Và đặc điểm của cái dòng bát này mà em đang phân phối ở trên thị trường, dòng bát này em đã đặt tại công ty ở nhà máy Trung Quốc. Củ bát viên từ của nó em đặt với cái cấu hình hàng đẹp, viên từ của nó dày hơn so với các cái dòng từ nam châm khác và màng sơn dầu. Đối với dòng sản phẩm này thì các bác có thể là lưu ý là dòng này của em viên từ dày và màng sơn dầu các bác nhá. Đấy. Màng sơn dầu xếp nghi lượng sóng, gân vải thẩm dầu là 3 gân. Đối với dòng này tại sao em gọi là viên từ dày? Bình thường các mẫu khác nó viên 500 chỉ cao đến đây thôi. Đấy. Là từ 220-100, nhưng cái viên từ các bác nhỉ. Các bác nhìn cái củ bát viên từ của nó trông nó rất là to và nó khủng. Kẹp lỗ hơi lồi một chút và bích sắt thép trắng. Màng của nó rất nhiều sợi bông thủy tinh cho cấu tạo màng nó hàng chất hàng đẹp. Màng giờ xếp này rất nhiều sợi bông thủy tinh các bác lấp lánh này. Củ từ 220-100. Đấy, củ từ 220-100. Các bác nhìn thấy cái nhện nó có phủ một lớp tuyết kìa, để bảo vệ cho cái màng, cho cái nhện này nó dẻo dai hơn. Hàng nhập khẩu của nhà máy Chila các bác nhá. Và đối với dòng sản phẩm này thì các bác rất yên tâm về chất lượng. Đấy, rất yên tâm về chất lượng. Củ từ 220-100. Bác khách nào mà còn phân vân về chất lượng thì có thể điện trực tiếp. Em có rất là nhiều cái cấu hình khách, nhưng mà hôm nay em giải thích cho các bác làm phòng hát và anh em chơi karaoke gia đình. Chơi súp bát nó phải mềm tiếng thì chơi nó mới hòa được và quyện với tiếng nhạc. Còn nó có những dòng bát mà tiếng bát nó cực mạnh nhưng mà nó lại tạo tiếng trống nó cứng, nó bịch, nghe nó không được khoái. Khi tiếng bát súp mềm, các bác lên nhạc nó đánh sâu tiếng, đánh đi vào lòng người. Đấy, đánh cho đang no thành đói luôn các bác nhé. Các bác quẩy thoải mái bằng cái dòng bát này. Bền và chất lượng gió ra rất là hay.
Tại sao có rất nhiều các cái cấu hình bát giờ xếp loại rẻ? Vì các cái kinh cấu hình linh kiện của nó khác nhau và bên trong của nó khác nhau, từ cái màng, từ cái bộ kẹp từ và chất liệu từ nó đã khác nhau, nó đã khác nhau về giá thành rồi. Đấy. Thì hôm nay Tùng Nguyễn sẽ xuất cho bác khách này với cấu hình này là 2.9 bao ship còn bát 40 giờ xếp. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu đến sản phẩm và các bác cảm thấy mà video của em nói cảm thấy mà có lý và chân tình, các bác có thể là like và share video để ủng hộ kênh Tùng Nguyễn Audio. Và hôm nay em xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.